Ok các bạn nha. Hôm nay chúng ta là bắt đầu đi tìm những món đồ chơi ở trong sân nhà mình nha. Đây, hôm nay mình sẽ mang cái sọt màu hồng thần thánh của mình đây. Ok, chúng ta lôi, let's go nào. Đi thôi các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Đây, mình phát hiện có một chiếc xe này. Wow, một chiếc xe khủng long nha. Rất là đẹp luôn này. Đây, chiếc xe khủng long nha. Đang chở một cái xe gì đây? À, đang chở một cái máy xúc. Wow, rất là đẹp luôn. Đây, để mình lấy cái máy xúc ra cho các bạn xem nha. Wow, rất là đẹp luôn này. Một chiếc máy xúc màu vàng luôn. Có màu vàng và màu đen nha các bạn. Ui, đưa đây. Đây, chiếc máy xúc này. Wow. Đây, có cái gầu xúc rất là to các bạn ạ. Đây, trong này còn có một chú công nhân này. Ok, rồi, cho máy xúc vào giỏ nha. Rồi, đây là một chiếc xe khủng long này. Không biết xe gì các bạn ạ. Đây, không có cái phần đằng sau nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái xe này nó chạy thử xem nha. Chạy nào. Ui. Đây, cho xe này vào giỏ luôn. Đây, chúng ta tiếp tục đi thay nào. Tiếp tục đi kiếm đồ chơi các bạn ơi. Wow. Ui, ở đây mình thấy có hai cái xe nữa này. Một chiếc xe khủng long nữa nha. Rồi, sao mà cái xe khủng long này, xe khủng long này nó đang là cắn một cái xe ben này các bạn ơi. Rất là hay luôn. Rồi, đang cắn một cái xe ben. À, ok, giờ phải ngỡ nó ra nha. Đây. Ngỡ nó nào. Ui, cắn chặt quá các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe ben rất là màu sắc các bạn ạ. Nhìn khá là đẹp luôn nha. Đây, xe này thì có cái cabin màu cam này các bạn ơi. Ui, đây nó có hai cái mắt nhìn rất là dễ thương luôn. Dễ thương không? Rồi, thùng ben thì màu xanh nha. Ok, rồi, cho xe ben này vào. Ui, mấy cái ba xe mà đầy rồi này các bạn ơi. Cái này là hôm nay mà kiếm mà hết chỗ để rồi. Ok, rồi, chúng ta lại coi tiếp cái xe này. Đây là một chiếc xe gì đây? Một chiếc xe khủng long cẩu múc cát các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp chưa? Xe này rất là đẹp luôn. Đây, xe khủng long này, nhìn ngầu không? Wow, rất là đẹp nha. Đây, có cái gầu xúc thì màu vàng này. Wow, xe này thì có cái biển số rất là dài. Ok, rồi bây giờ mình cho nó chạy thử nha. Ui, các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có một bịch đồ chơi nữa này. Ok, rồi bây giờ mình sẽ mang cái gậu này qua đây để chúng ta khám phá cái bịch đồ chơi này nha. Ôi, cái bịch này có rất là nhiều đồ chơi luôn. Bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn cùng khám phá nha. Đây, mở ra nào. Wow, rất là nhiều đồ chơi đẹp các bạn ơi. Đây, đây là một chiếc xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe tải cần cẩu nha. Ui, nhìn rất là đẹp luôn này. Rồi, cho xe tải cần cẩu chạy thử nha các bạn ơi. Wow, đây còn có một cái xe gì màu xanh xanh này các bạn. À, xe này là xe Munter nha. Xe này là xe quái vật địa hình. Ok, rồi, xe Munter chạy luôn thôi. Wow, đây còn một cái xe gì này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải nha. Ui, màu vàng. Xe này thì có cái biển số là 100. Ok, rồi, cho giỏ mình chơi nha. Đây, một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Wow, cái này cũng màu vàng luôn. Rất là đẹp các bạn ạ. Xe này có rất là nhiều bánh xe nha. Ok, rồi, cho giỏ đi. Đây, wow, một chiếc xe tải này. Ui, chiếc xe tải màu đen nhưng mà nhìn rất là đẹp này các bạn ơi. Rất là đẹp đấy. Ok, rồi, cho giỏ nha. Và đây còn một cái xe gì mà còn đang nằm chỏng chơ đây. Ok, để mình lật lên xem nha. Wow, đây là một chiếc xe gì đây? Wow, một chiếc xe container nha các bạn. Rất là dài và đẹp luôn này. Xe này thì có màu vàng này. Ok, xe container này. Rất là đẹp luôn. Ok, nở mở lên luôn đi. Rồi, chúng ta tiếp tục đi tìm đồ chơi nào. Đi thôi. Ui, các bạn ơi. Mình phát hiện ở trên cái bó củi này nó có hai cái xe luôn này. À, cái xe gì màu vàng đây? Wow, một chiếc xe gì? Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nha. Wow, rất là đẹp. Ok, rồi, cho vào đây đi. Đây, còn một chiếc màu xanh này các bạn. Một chiếc màu xanh nha. Này, xe màu xanh này là xe gì đây? Ui, nhìn đẹp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc máy xúc lật nha. Đây, máy xúc lật này. Wow, máy xúc lật này rất là đẹp, rất to luôn. Ok, rồi, cho vào giỏ luôn. Rồi, để nãy giờ kiếm được một giỏ rất là nặng rồi này các bạn ơi. Rồi, chúng ta tiếp tục đi thế nào. Ui, ui các bạn ơi, ở đây cũng còn là hai cái xe này. À, một cái xe gì màu trắng này, đẹp chưa? Wow, xe này là xe chở nước nha các bạn. Xe chở nước nha. Xe này có cái cabin này màu đỏ này, còn cái thùng thì màu trắng nha. Ok, rồi cho xe này chạy thử nha. Đây, đây còn một cái xe này các bạn ơi. Wow, một cái xe gì đây? Một cái xe màu vàng rất là ngầu, rất là đẹp luôn.
Và xe này thì có cái biển số là 0909. Ok, đây là một cái xe gì nhỉ các bạn ơi? Đây là một chiếc xe đua công thức 1 nha. Wow, xe đua công thức 1 chạy rất là nhanh đây. Ok, đi thế nào. Rồi, tiếp tục đi thôi các bạn ơi. Ui. Wow, ở đây còn 3 chiếc xe nữa này các bạn ơi. Ba chiếc xe gì đây? À không, có 2 chiếc xe thôi các bạn. Đây là một con cua nha. Wow, một con cua màu đỏ này. Cái cảm màu đỏ nhìn rất là dễ thương luôn. Để xem nào. À, con cua này là con cua chạy pin nha. Để mình bật nó nha. Wow, con cua chạy pin này. À, rất là hay luôn, có đèn các bạn ạ. Có đèn có nhạc. Rồi, cho cua chạy nha. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Đây, chúng ta khám phá tiếp cái xe này nha. Đây là một chiếc máy bay trực thăng. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái cánh này nha. Ok rồi này, cái này không biết nó có bay được không đây. Ôi, đây có cái nút, mình mở lên luôn. Wow, xe này cũng chạy pin này các bạn ơi. Rồi, cho máy bay bay luôn. Wow, rất là hay rồi các bạn ơi. Hai xe đang chạy này. Đây, đây còn một cái xe nữa này. Đây một cái xe khủng long nha các bạn ơi. Xe trộn bê tông khủng long. Ok, rồi cho xe này vào đó đây. Ôi, hôm nay kiếm được quả giò đồ chơi rất là nặng rồi các bạn ơi. Rồi, chúng ta tiếp tục đi thế nào. Wow, đây các bạn ơi. Ui, đây có một cái xe gì màu đỏ này. Đây, xe gì đây? Một chiếc xe màu đỏ, một chiếc màu xanh nha, rất là đẹp luôn. Ok, để mình lôi cái màu đỏ này cho các bạn coi trước nha. Wow, đây là một chiếc xe lưu các bạn ạ. Đây, có quả lưu rất là to luôn. Wow, xe này nhìn rất là đẹp luôn nha. Ok, xe lưu đường, rồi cho vào đây luôn đi. Đây, đây còn một chiếc xe này. Wow, chiếc xe này nhìn hơi lạ các bạn ạ. Xe này nhìn rất là lạ luôn. Đây, có cabin màu xanh dương này. Wow, cái thùng xe này thì có một chú khủng long nha. Wow, có phải xe khủng long không các bạn ơi? Rồi, xe tải khủng long nha, xe tải xe ben rất là đẹp luôn. Đây, thùng ben nâng được luôn này. Wow, quá ngon luôn. Ok, rồi, cho vào gió đi. Ôi, đầy quá này các bạn ơi. Không còn chỗ để luôn. Rồi, chúng ta đi cho hết cái đường này thì đi về nha. Đi thế nào. Wow, các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện còn 3 cái xe nữa này. Thôi, chúng ta khám phá hết 3 cái xe này rồi về luôn nha. Đây, wow, 3 cái xe gì đây? Để mình xem nào. Ui, cái này giống cái bồn trộn bê tông đấy. Nhìn sao nó lại như thế này. Ok, giờ mình sẽ ráp lại nha. Rồi, ráp chiếc bồn này vào. Wow, ok nè. Đúng một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Đây, một chiếc bồn màu trắng này mình sẽ ráp luôn. Wow, được rồi này. Rồi, ok nha. Còn một chiếc xe gì đây? Một chiếc xe khủng long này. Khủng long à, ráp luôn nào. Đây, như vậy là mình đã ráp được 3 cái xe rồi nha các bạn. Đây là 3 chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn.